Dạ bạch sư, con muốn hỏi là ngày 16 tháng 11 sư có một hành động kèm, sư có nói một hành động kèm tà kiến sẽ dẫn xuống địa ngục. Vậy những hành động với tâm bất thiện hàng ngày của mình, nhưng mình nghĩ không sao, cũng dẫn mình xuống địa ngục được phải không ạ? Cái tà kiến ở đây là gì? Tức là mình không tin vào nghiệp và quả của nghiệp, thì nó là tà kiến. Cho nên á, có những cái mà đúng mà mình không biết nó là đúng, những cái sai mình không biết nó là sai, mà mình nghĩ là nó không sao cả, thì nó đương nhiên là thuộc tà kiến và nó có thể dẫn mình xuống địa ngục ha. Cho nên á, khi chúng ta học đạo nhiều, chúng ta mới thấy rằng đời sống ở thế gian này á, nó đầy rẫy những hiểm nguy. Mà khi chúng ta không học đạo, không biết giới, chúng ta toàn là gieo nhân xuống cảnh khổ không. Biết như vậy thì mình nỗ lực để mình thay đổi bản thân mình, để mình được tốt hơn. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.